Xin chào các bạn, chào mừng đã quay lại với channel Bức Thường Gaming. Hôm nay thì mình sẽ chơi một game có tên là Night Shannon Diary. Game này thì mình đã chơi qua một lần rồi. Và cái kết mình nhận được là một cái kết Notar 97 mà mình muốn chơi lại thêm một lần nữa. Và mình sẽ quay clip về game này. Mình xin được phép cảnh báo trước là game này là một game rất là trong sáng, chỉ dành cho những bạn trẻ con trên 18 tuổi thôi. Rồi, mình sẽ bắt đầu chơi luôn. Mình sẽ chơi qua cốt truyện đầu game một chút để các bạn có thể hiểu về con game này là một con game như thế nào. Rồi, một buổi sáng với ánh nắng rực rỡ trong khu dân cư. Một tiếng gõ cửa làm xáo trộn sự bình yên của buổi sáng. Tôi bất ngờ ngẩng đầu ra khỏi bàn. Nhân viên bán hàng ư? Tôi nhớ là mình đã mất bình tĩnh trước anh ta và đã yêu cầu anh ta đừng xuất hiện nữa. Có ai ở nhà không? Xin chào, xin lỗi đã làm phiền anh vào sáng sớm. Một anh cảnh sát rất là đẹp trai xuất hiện trước nhà mình vào buổi sáng. À, không sao đâu, thật ra thì cũng không còn sớm nữa. Tôi có thể giúp gì được cho ngài? Vâng, là như vậy. Tôi đang xử lý một việc rất khó khăn. Anh có thể giúp tôi một việc được không? Chắc chắn rồi, đó là vinh dự của tôi khi được giúp ngài. À, tốt. Là như vậy. Tôi có mang theo một cô bé. Mẹ cô bé qua đời từ rất sớm và bố cô bé hiện vẫn ở trong tù. Gia đình khá là tan hoang. Anh biết đấy, một cô bé gái không thể sống tốt trong hoàn cảnh gia đình như vậy. Đây chính là cô bé. Rất là xinh đẹp luôn. Cô bé từ từ cô bé từ từ bước từ phía sau của anh cảnh sát và trông cô bé khá sợ hãi. Tôi có thể làm gì với tư cách là một nhà báo đây chứ? Như anh biết đấy, đó không phải là nơi thích hợp để bộ phận cảnh sát chăm sóc cho cô bé này trong vòng 100 ngày. Tôi biết yêu cầu này có phần không hợp lý, nhưng tôi vẫn muốn anh chấp nhận cô bé. Tôi hiểu rồi, nhưng tôi không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con đâu đấy. Anh chỉ cần cho cô bé một nơi an toàn để sống. Cô bé không còn là một đứa trẻ nữa, cô bé sẽ không gây gắt rối cho anh đâu. Có lẽ anh sẽ cần ai đó giúp việc nhà đấy. Được rồi, tôi sẽ tạm thời chăm sóc cô bé này. Đồng chí cảnh sát đã rời đi rất là nhanh luôn. Sau khi giao được cục nợ cho mình thì anh ấy rời đi. Nhưng mà đây không phải là một cục nợ mà là đây là một em gái rất là xinh đẹp có thể giúp mình việc nhà. Thưa ngài, dạo này ngài thế nào ạ? Có giọng rồi nhưng mà mình vẫn đọc. Cô bé mở to mắt và im lặng nhìn kỹ tôi. Tôi nhẹ nhàng kéo cánh tay mảnh khảnh của cô bé. Theo ta đừng sợ, hãy vào đây nào. Cô bé dựa vào tường, từ đôi mắt có thể nhìn thấy rằng em ấy đang rất lo lắng. Tại sao lại không là cô bé đang rất lo lắng? Đồng nhất một cái từ danh xưng để mình dễ dàng có thể hiểu được nào. Cô bé lo lắng vút ve bộ quần áo rách rưới để loại bỏ cảnh giác của cô bé. Tôi ngồi xổm xuống nhẹ nhàng. Đôi mắt lấp lánh của cô bé sợ hãi khi nhìn thẳng vào tôi. Đấy, có khi cô bé có khi là em ấy, nhưng mà thôi. Người ta đã cất công, nhóm dịch đã cất công suốt cả một cái game như thế thì mình xin được phép gửi lời cảm ơn. Mình không có lời phàn nàn nào cả. Mình tự đấm vô mặt mình đây. Rồi. Đôi môi hồng cắn vào hàm răng trắng như tuyết, minh chứng rằng em ấy đang rất sợ hãi. Tôi nhìn xuống cổ em ấy, ngực cô bé lên xuống dữ dội với những tiếng thở hổn hển trông rất hấp dẫn. Chưa gì hết là ông này đã có một cái suy nghĩ đen tối trong đầu rồi, rất là nhanh. Xin lỗi đã gây rắc rối cho ngài. Tôi dẫn cô bé đến một căn phòng và giới thiệu ngắn gọn với em ấy. Đây là phòng khách, nơi để cho khách đến nghỉ ngơi. Nhưng ta không có nhiều bạn bè nên từ trước đến nay chưa có ai ngủ ở đây cả. Vì ta sẽ chăm sóc cho em nên từ bây giờ căn phòng này sẽ là căn phòng của em đấy. Rồi, đầu tiên là tự nâng cao bản thân mình. Kể về đây là một căn phòng dành cho khách, nhưng mà do không có bạn bè cho nên là căn phòng này cho em này. Nhiều khi chúng ta không nói ra một cái điều gì đó sẽ khiến cho người ta bớt nhìn chúng ta bằng một ánh mắt đáng thương hơn. Từ bây giờ căn phòng này sẽ là căn phòng của em. Cô bé nhìn quanh phòng, không thể tin được những gì mình đang thấy. Khi cô bé nhìn vào mắt tôi, cô gái cúi đầu ngại ngùng.
Không không có sự thống nhất. Koko, xin lỗi nhưng mà mình sẽ thống nhất một từ nha, chứ mình không đọc theo như vậy. Câu phong này chỉ dành cho một mình em thôi sao? Cảm ơn. Cô bé nói với những từ ngắt quãng, với giọng điệu không thể tin những gì đang xảy ra. Cơ thể cô bé rung lên liên tục và bộ ngực nâng lên hạ xuống khiến tôi tưởng tượng điên cuồng. Ông tưởng tượng cái gì vậy? Sự run rẩy trên vai em ấy càng làm tôi tưởng tượng nhiều hơn. Đầu tiên thì mình chơi phiên bản tiếng Nhật, sau đó thì mình mới biết được rằng là có cả phiên bản tiếng Việt nữa, cho nên là mình đã download về. Các bạn có thể lên trên Google tìm, có rất là nhiều link. Tôi phải nuốt nước bọt vài lần mới kìm được cảm xúc. Không đây, cô bé đó hay lắm. Tên em là gì? Tôi cố gắng hết sức để nói với giọng nhẹ nhàng, với cổ họng khô khốc. Tên em là Nai. Bố em thường gọi em là như vậy. Nai đứng trước, đứng trong góc run rẩy, đôi mắt lo lắng của cô bé liếc nhìn xung quanh. Thật ra thì em này bị bạo lực từ chủ cũ, cho nên là rất là sợ người lạ. Không biết thằng khốn nạn nào đã làm nên cái chuyện này nữa. Tay em ấy kéo lấy góc áo và khóe môi hơi sưng. Thật là một cô gái đáng yêu. Mặc dù tôi không có kinh nghiệm làm quen với các cô bé gái, nhìn vào biểu cảm tê tái và mệt mỏi trên khuôn mặt của Nai, tôi cảm thấy có một chút tò mò từ tận đáy lòng. Em ấy hoàn toàn không giống như một cô bé. Qua tấm vải mỏng, tôi có thể nhìn thấy Nai không mặc đồ lót, có một vết sưng rõ ràng trên bộ ngực đang nở của em ấy. Tôi hít một hơi thật sâu và đi về phía em ấy với nụ cười trên khuôn mặt, hít thở bầu không khí cùng với một cô bé xinh đẹp. Vậy em muốn thay quần áo không? Không cần đâu ạ. Tại sao? Bởi vì mẹ em đã cho em và mẹ cô bé này, cô bé tên Nai này đã mất từ rất sớm rồi đúng không? Tặng bộ trang phục là tặng khi nào và bộ trang phục đó bây giờ còn mặc vừa hay không? Hơi lo, Nai dường như có điều gì đó khó nói nhưng cô bé không nói ra. Bộ quần áo mà Nai đang mặc trông quá nghèo khổ. Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi quyết định lấy bộ đồ ở nhà sạch sẽ để em ấy mặc vào. Nếu em không làm theo lời ta thì em sẽ bị phạt đấy. Tôi nói với giọng điệu uy quyền tuyệt đối, kinh thế. Nai từ từ nhắm mắt lại với nét mặt đau đớn, có vẻ như em ấy đã bị tổn thương cực độ. Xin ngài hãy nhắm mắt lại. Tôi làm theo lời em ấy và nhắm mắt lại, chờ đợi trong vài phút. Thằng này chỉ nhắm mắt lại và không đi ra bên ngoài luôn sao? Rõ ràng ở đây có một sự khác biệt rất là kỳ lạ. So với cái bộ trang phục rách rưới vừa rồi thì ở cái phần này nó khác xa luôn. Các bạn có thể nhìn thấy được đúng không? Mình cũng đã rất thắc mắc về cái vấn đề này. Tại sao lại có thể như thế được? Rất là khó hiểu. Tôi mở mắt ra nhìn thấy một Nai hoàn toàn mới, dễ thương và xinh đẹp. Những bộ quần áo này thật sự phù hợp với em ấy. Nai, chúng em thật tuyệt vời trong bộ áo này đấy. Nai hét lên như một con thỏ sợ hãi. Tôi định trở nên gần gũi hơn với em ấy bằng cách khen ngợi em ấy, nhưng có vẻ như lại bị phản tác dụng. Làm thế nào để tôi có thể hòa hợp với cô bé như vậy đây? Cô bé cứ rùng mình. Có lẽ trời quá lạnh chăng? Nai lùi lại lo lắng và em ấy nắm chặt lấy mép váy. Mắt tôi chuyển động theo những hành vi của Nai. Dù có nhiều vết thương, cơ thể em ấy vẫn
toát lên sự trẻ trung và dễ thương. Tôi lướt qua mặt Nai và chiếc áo khoác dày. Vuốt ve tấm lưng mỏng và yếu của em ấy. Nai vặn vẹo cơ thể. Tôi nên làm gì tiếp theo đây? Đây là một cái lựa chọn mà mình thấy là nó rất là đột ngột luôn. Tại sao lại có cái lựa chọn này tại đây được? Cho nên là mình sẽ lựa chọn cái lựa chọn thứ hai là xoa đầu em ấy. Quá khứ của em ấy rất là đau khổ rồi. Kể từ bây giờ thì chúng ta sẽ chăm sóc và không để em ấy phải chịu đựng những cái sự khổ cực đó nữa. Cho nên là xoa đầu em ấy. Và cánh tay thọt thẳng từ trên trần nhà xuống. Tôi ngập ngừng vuốt ve đầu em ấy. Nai run rẩy trong vô thức với đôi mắt sợ hãi. Thư giãn nào. Tôi tiếp tục vuốt đầu Nai. Biểu hiện của Nai dần bình tĩnh lại. Giữ tâm trạng hồi hộp trong một khoảng thời gian dài khiến em ấy kiệt sức. Có lẽ em ấy không được chăm sóc tốt trong một khoảng thời gian dài. Chúng ta sẽ sống với nhau từ bây giờ. Tôi nhấn mạnh vào sống với nhau. Đôi mắt sáng và to của Nai nhấp nháy dưới ánh đèn màu cam ấm áp và em ấy cứ nhìn tôi. Không phải đợi quá lâu, em ấy gật đầu. Em ấy vươn cánh tay gầy gò và xanh xao ra khỏi tấm chăn xám. Tôi cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Nai trong tay. Ý chứ là bây giờ tay em ấy đã bắt đầu ấm hơn. Mình đã biết được tên rồi cho nên mình sẽ gọi em ấy. Mình cũng không hiểu là mình đang trở thành cái gì nữa. Mà mình cứ liên tục thay đổi cái danh xưng. Nói chung là mọi thứ loạn hết cả lên rồi. Thôi kệ, chúng ta tiếp tục nhé. Tôi không thể không cười. Tay tôi nắm chặt lấy tay em ấy và tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ khi làm vậy. Trái tim tôi bất ngờ đập mạnh hơn. Này, chúng ta sẽ không cô đơn nữa, phải không? Chỉ số tình cảm cộng 50. Chỉ số tình cảm hiện tại là trừ 50. Ohayou gozaimasu, Master. Honjitsu wa dono you ni sugosaremasu ka? Bây giờ thì game chính thức bắt đầu. Ngày thứ nhất, chúng ta có nhiệm vụ là chúng ta sẽ sống cùng với em gái Nai trong vòng 100 ngày. Trong 100 ngày này thì chúng ta cần phải lấy được điểm tình cảm của em ấy càng nhiều càng tốt. Tối đa hình như là 200, mình không biết nữa, mình chưa đạt được cái điểm đó. Rồi số tiền hiện tại của mình là 3.000 và mỗi ngày mình sẽ tốn 100 vàng. Sau này thì còn phải đi làm việc kiếm tiền nữa. Cái này là bảng chỉ số. Rồi chat của em ấy hiện tại là 60, điểm tình cảm trừ 50. Cái điểm cuối cùng này các bạn tuyệt đối không được nâng lên nhé. Rồi, đầu tiên là trò chuyện. Ngày nay chúng ta sẽ sống với nhau từ bây giờ. Nai tròn mắt lo lắng và đưa tay ra nắm chặt lấy tay kia một cách kỳ lạ. Ánh mắt của tôi chú ý đến trên cánh tay trắng của em ấy lộ ra khỏi bộ quần áo bẩn và rách rưới. Bộ quần áo đã thay mới rồi. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Nai có những vết bầm khắp cánh tay, một chút đậm, một chút nhạt. Chúng tạo thành sự tương phản rõ rệt trên nền da trắng của em ấy và trông thật sự đáng lo lắng. Nai, làm thế nào mà em có những vết bầm tím trên cơ thể vậy? Đó là bởi vì Nai không cẩn thận va chạm vào thứ gì đó. Tại chắc chắn là nói dối rồi. Làm thế nào mà bầm tím đó lại là kết quả từ va chạm? Nó dường như là kết quả của việc bị ai đó đánh đập. Em ấy dường như không muốn nói cho mình sự thật. Điểm tình cảm cộng 1. Trong 100 ngày liệu mình có thể lấy được 200 điểm tình cảm hay không đây? Tiếp tục trò chuyện nè. Hiện tại chúng ta chỉ có duy nhất chức năng này thôi. Còn chức năng ở dưới cùng là không nên sử dụng tới nhé. Em tên là Nai. Nó thực sự là một cái tên rất là hay. Vâng, mẹ em đã đặt cho em cái tên này. Mẹ của Nai hẳn là phải yêu em ấy rất nhiều. Vậy từ giờ ta sẽ gọi em là Nai được chứ?
Ngài không cần phải xin phép em về những thứ như thế này. Vì sao? Chơi game này thì các bạn cần phải có một cái sự bình tĩnh. Một sự bình tĩnh. Đừng có quan tâm đến quá khứ nữa. Chúng ta phải nhìn về tương lai. Cái thằng đàn ông mất dạy này thì nó đã là quá khứ rồi. Có vẻ như em ấy đã được dạy một số khái niệm rất kỳ lạ. Thật là một cô bé tội nghiệp. Tiếp tục nói chuyện nào. Ở cái giai đoạn đầu này mình sẽ liên tục nói chuyện với em ấy để hiểu thêm một chút về quá khứ. Mặc dù mình đã nói lúc trước là quá khứ là một cái chuyện mà chúng ta có thể bỏ qua, nhưng mà biết một chút cũng không có phải là vấn đề gì cả. Mình hơi bị mâu thuẫn. Nay em có thể cho tao biết tại sao em lại gọi mình là rác rưởi không? Nay nhìn tôi với vẻ khó hiểu, chớp đôi mắt to ngây thơ của em ấy. Có vẻ rằng thật kỳ lạ khi tôi đặt câu hỏi như vậy. Thật sự đáng buồn. Điều đó không đúng. Mọi người cần phải được tôn trọng và em không phải rác rưởi. Những gì Nai nghĩ rất là quan trọng. Những gì Nai nghĩ rất là quan trọng với ta. Không biết là cái thằng đó nó đã dạy cho con này cái gì. Tội nghiệp con bé chứ. Tại sao nó có thể là con người được mà nó lại gọi người khác là rác? Nó mới chính xác là một cái đống phân đi. Rồi, sai rồi, em là một cô gái đáng yêu, không phải rác rưởi, em là một con người. Mái tóc vàng này, mắt xanh này. Đây là quy chuẩn của cái đẹp rồi. Không thể nào mà gọi là hai cái từ rác rưởi được. Con người à? Con người à? Nai nói với chính mình một cách tò mò và đọc từ con người vài lần, nhưng vẫn không thể hiểu được. Đến mức mà không thể hiểu được từ con người là cái gì luôn ấy. Nai cúi đầu như muốn thoát khỏi ánh nhìn của tôi. Em ấy là một cô gái có nhiều chuyện để kể. Tôi cần phải thay đổi suy nghĩ về em ấy. Điểm kinh cảm hiện tại vẫn là -47. Đêm nay trời rất lạnh, có một vài cơn mưa đêm qua. Làm cho căn phòng thậm chí tối và lạnh hơn. Khụ khụ, corona. Thời tiết và độ ẩm chết tiệt này khiến tôi không thể ngủ được. Được bao bọc bởi chăn, tấm chăn, tôi bước ra khỏi phòng ngủ. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng động từ ngoài cửa. Tiếng ồn bên ngoài là gì vậy? Tôi đi về phía tiếng ồn và bước lên một cái gì đó mềm mại khi tôi đến cửa. Ôi! Tôi hoảng sợ và nhìn xuống dưới. Nai trong bộ quần áo mỏng, đang sợ hãi và cầm một mảnh vải trên tay. Công nhận là cái bộ áo này thật sự rất là mỏng luôn ấy. Có thể nhìn thấy được vết sẹo ở phía sau luôn này. Tôi không biết tại sao nhưng em ấy cứ rùng mình. Em đang làm gì vậy? Hành vi của Nai thật sự rất đáng ngờ và giọng nói của tôi to lên mà không nhận ra. Em này đang lau dọn nhà vào buổi tối. Cô bé rất sợ hãi và không thể nói một cách bình thường. Tại sao em không sử dụng cây lau nhà? Tôi thấy xấu hổ khi nói điều đó. Dọn dẹp không phải là trách nhiệm của Nai. Ý ta là em không cần phải lau sàn nhà. Vậy như là em này đã hiểu sai ý rồi. Quyết định của bạn là gì? Đây vẫn là một trong những cái lựa chọn mà nó cho chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta muốn bản thân là một con người đàng hoàng thì chúng ta chọn cái đầu tiên. Và nếu mà chúng ta là một con người nửa vời thì chúng ta sẽ chọn cái thứ hai. Và nếu chúng ta là một thằng mất dạy thì chúng ta sẽ chọn cái thứ ba. Không phải là mình có ý xấu gì đâu, chỉ là nó là như vậy thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn cái đầu tiên. Nhẹ nhàng xoa đầu. Tôi ngồi xổm xuống và nhẹ nhàng xoa đầu Nai. Đây là công việc của người hầu, vậy em không cần phải làm. Nai nhìn tôi với ánh mắt không hiểu. Nhưng gạt một vài sợi tóc
rơi quanh tay em ấy. Ta thấy tay em đang sưng và đỏ tấy đánh lên. Tôi nghĩ em ấy hình như đã trải qua khoảng thời gian khó khăn. Hãy nhìn xem, nếu em làm việc quá lâu, tay em sẽ bị đau và chân em cũng vậy. Này không cần phải đối xử với em thế này đâu, em rất là ngoan ngoãn mà. Này hình như có vẻ không tin. Cô bé run rẩy bất lực khi thấy vẻ mặt kiên quyết của tôi. Thậm chí là em này không thể nào hiểu được cái lòng tốt là gì luôn. Cô em ấy rút tay lại và nằm trên sàn nhà. Ý ta là đừng bận tâm, em nên đứng dậy trước đã. À, em đã có kinh nghiệm gì trước đây sao? Hoàn toàn không giống một con người. Tôi thở dài, âm thầm thở dài. Vậy chắc tôi chỉ có thể hướng dẫn một cách từ từ. Này, em nên mặc chiếc áo khoác này, thời tiết lạnh lắm đấy. Em không phải ngại đâu. Đôi mắt của Nai nói với tôi rằng em ấy nghi ngờ điều đó. Tôi mỉm cười và giúp em ấy mặc áo khoác. Nai bắt đầu mỉm cười một chút. Đây là lần đầu tiên mày mấy cười. Nhớ ngủ sớm đi. Đừng quá tập trung vào việc dọn dẹp, đừng khiến cho mình mệt nhé. Giọng của Nai rất nhẹ, nhưng tôi cảm thấy như trong giọng nói ấy có một chút hạnh phúc. Điểm tình cảm cộng 2. Muộn rồi, vậy là kết thúc một ngày. Chúc ngày ngủ ngon. Bây giờ đã đến ngày thứ 2 rồi, mình vẫn chưa có gì để làm cả. Đến ngày thứ 10 thì mình mới có thêm một chức năng là chức năng làm thêm. Vì vậy mà cho đến lúc đó chúng ta chỉ ngồi nói chuyện với nhau mà thôi. Tại sao tối qua em lại làm việc nhà? Rác vô dụng sẽ bị vứt đi. Có nếu mà đã là rác rồi thì có rác nào hữu dụng hay không? Chỉ có rác tái chế thôi. Bởi vì nếu Nai không làm việc nhà, Nai sẽ là rác rưởi. Rác vô dụng sẽ bị vứt đi. Em cũng muốn vứt đi. Ở trong ngoặc thì tức là vẫn là cái câu mà thằng kia dạy cho. Nai, tại sao em lại có suy nghĩ như vậy? Ở thế giới này, một người không có quyền vứt bỏ một người khác. Ngài là master, ngài là chủ nhân, cho nên là nếu thấy em vô dụng thì ngài vứt bỏ em sẽ chấp nhận nó. Tôi rất sốc trước những lời nói vụng về và những hành vi kỳ lạ của Nai đêm qua. Cô gái này đã trải qua chuyện quái gì vậy? Thật sự không thể tưởng tượng được. Nai hơi kích động và dường như sợ bị bỏ rơi. Nai bình tĩnh nào, ta sẽ không làm điều đó đâu. Phải có một cái gì đó ẩn giấu bên trong. Tôi không nên tiếp tục hỏi về nó. Phải để Nai bình tĩnh hơn. Điểm tình cảm cộng 1. Nói chuyện như thế này thì vẫn có thể tiếp tục câu chuyện. Vẫn có thể tiếp tục cốt truyện để mình hiểu thêm về game cho nó khá thú vị. Tại sao em lại nghĩ mình vô dụng? Nói về người đó, Nai không giấu được nỗi sợ. Cái người bí ẩn này mình vẫn chưa được gặp nó ở trong cái phần kết game nhé. Mình chỉ được gặp bố của em Nai thôi. Thưa ngài, em chắc chắn sẽ làm việc từ sáng đến tối và không phải là một cô gái lười biếng.
Em chỉ xin ngài đừng vứt bỏ Nai như rác rưởi. Nai, em không phải là rác rưởi và ta sẽ không bỏ rơi em. Em không cần lúc nào cũng phải làm việc nhà, nghỉ ngơi và sống một cuộc sống bình thường đi. Khuôn mặt của Nai vẫn tỏ ra sợ sệt, như thể không tin lời tôi nói. Tiếp tục nào. Cuộc sống của em trong quá khứ như thế nào? Em có thể cho tôi biết về nó không? ないみたいな無価値なクズをあの人は生かしてくれました。 Hả? Được nuôi em gái này đã là một vinh dự lớn cho thằng đó rồi đấy. Tại sao điều tại sao lại ngược lại chứ? Tại sao điều đó lại là may mắn vậy? Người đó, anh ta là ai? Kare wa nai ni totte kamisama desu. Tự nhận mình là thần luôn. Nai ga kichinto yu koto o kiite sa ireba kamisama wa nai wo keshite sutetari shimasen. Hình như thần được Nai nhắc đến là người đã đưa cho em ấy những suy nghĩ kỳ lạ như vậy. Nai, không có thứ gì gọi là thần trên thế giới này. Em là người làm chủ thế giới của bản thân. Nai ngước nhìn tôi, đôi mắt đen đầy ẩn bí ẩn. Nai wa master no oshiaru koto ga yoku wakarimasen. Không sao, cứ bình tĩnh. Ta sẽ cho em hiểu nó. Đến cảm cộng 1 vẫn còn rất là dài. Vậy là kết thúc một ngày. Chúc ngày ngủ ngon. Mỗi ngày đều được chúc ngủ ngon. Này, em có thích động vật nhỏ không? Em ấy giữ im lặng một lúc và tôi nghĩ em ấy có thể không trả lời. Tôi không hề không... Tôi không hề không cảm thấy thất vọng, nhưng đột nhiên tôi nghe thấy giọng nói lầm bầm. Nhưng Nai chợt nghĩ đến vài thứ tồi tệ, lùi lại và lắc đầu lo lắng. Em ấy giấu chiếc mũi của mình để tìm kiếm sự bảo vệ. Chắc là khi xưa em này có tiếp xúc với lại một con mèo hay là con gì đó, nhưng mà bị thằng kia đánh đập. Nhìn vào phản ứng của Nai, tôi cảm thấy nó liên quan đến thần mà Nai đã nói đến. Điểm tình cảm cộng 1 vẫn còn trừ 41 lần, vẫn còn cảnh giác với mình. Mới 3 ngày thôi. Nai có nhắc đến việc là... Có ai nhắc đến việc em xinh đẹp không? Em thật dễ thương đấy. Sao lại có thể như thế được? Do sự đột nhiên lướt qua đôi mắt của... Sự do dự đột nhiên lướt qua đôi mắt của Nai. Nai nhìn xuống, đan ngón tay lại. Một lúc sau, nói với giọng rất nhỏ. Mắt nó bị mù. Ta chưa bao giờ thấy một cô gái nào đáng yêu hơn em. Hắn ta nói nhảm nhí. Ta thực sự muốn đánh cho hắn một trận. Không có chuyện đó xảy ra đâu. Trừng phạt. Một cụm từ đơn giản nhưng dường như làm Nai thấy lạnh gáy. Em ấy ôm lấy mình và trốn trong góc tối. Em ấy không bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Hình phạt mà Nai nói đến là gì? Nai, em có thể nói cho tao biết rõ hình phạt mà em đã nói đến trước đó không? Nai giữ im lặng. Em ấy cúi đầu và nhìn xung quanh để thoát khỏi ánh mắt của tôi. Nai rõ ràng là thể hiện thái độ trốn tránh câu hỏi này. Cho tao biết, ta không có ý xấu đâu. Lo lắng. Có lẽ nếu em ấy nói với... Nếu em nói với ta, ta có thể giúp cho em thoát khỏi rắc rối. Tôi cố gắng thuyết phục em ấy. Em ấy nhìn tôi một lúc và dường như quyết định trả lời câu hỏi của tôi bằng giọng nói nhỏ như một con muỗi. Con muỗi có giọng nói. Làm việc mà em ấy không muốn. Sau đó Nai cúi thấp đầu, bao trùm một tâm trạng chán nản đến kỳ lạ.
Tôi không nói nhiều hơn. Muộn rồi, hôm nay kết thúc. Mỗi ngày đều được chúc ngủ ngon. Bam bam bam. Mới sáng sớm mà cánh cửa nhà tôi đã được hỏi thăm một cách mạnh mẽ như vậy rồi. Tôi mở cửa ra và thấy một người phụ nữ xa lạ. Tôi méo hiểu sao người phụ nữ này lại gõ cửa mạnh như vậy. Này, tên trộm nhỏ bé cute của nhà anh đang chậm bánh của tôi đấy. Này đứng ở phía sau, đầu đang cúi xuống và thấy có một ít kem trên miệng em ấy. Chồng tôi đã đặt cái bánh này để làm lễ kỷ niệm và cô bé nhà anh vừa làm hỏng nó. Bạn sẽ trừng phạt Nai vì ăn cắp bánh chứ? Tất nhiên là không rồi. Bồi thường gấp đôi luôn. Xin lỗi, tôi sẽ đền bù cho cô với giá gấp đôi. Xin hãy tha thứ cho cô bé này vì em ấy còn nhỏ nên không biết gì. Đếm tiền và rời đi. Người phụ nữ đếm tiền và rời đi. Tôi cố gắng hết sức để kiềm nén cơn tức giận này. Này, tại sao em lại ăn cắp bánh? Xin lỗi ngài, em nghĩ rằng không ai muốn cái bánh đó bởi vì nó được đặt bên ngoài hàng rào. Nói rồi em ấy mím môi. Hôm nay là sinh nhật, cho nó là... Tôi cảm thấy thương em ấy. Có lẽ khi mẹ em ấy mất, không còn ai tổ chức sinh nhật cho em ấy nữa. Đã bị phạt, giọng em ấy bắt đầu nhỏ xuống. Tôi xoa đầu em ấy. Không sao đâu em, ta sẽ đưa em đi mua nó. Điểm tình cảm cộng 2. Số tiền bị trừ nhưng mà không thành vấn đề. Tiếp tục trò chuyện nào. Chúng ta sẽ chơi đến ngày thứ 10. Nay cứ nhìn tôi một cách đầy lo lắng. Em có điều gì muốn nói sao? Ý em là về cái bánh. Bồi thường không phải là vấn đề lớn, nhưng ta tò mò tại sao em lại cố gắng ăn cắp một chiếc bánh. Vậy là em này vẫn có một số cảm giác giống như những em gái bình thường khác thích ăn đồ ngọt. Nhưng ăn cắp là sai. Em không thể làm điều đó. Đơn giản là vì chỉ vì em muốn ăn nó và không xin phép người khác. Đấy là ăn cắp. Cách Nai giải thích nó vội vã và lo lắng bất chợt chạm vào trái tim tôi. Ta không muốn đổ lỗi cho em, nhưng có lẽ em không hiểu những gì mình đã làm. Ta chỉ muốn nói rằng nó không đúng. Nếu em muốn ăn bánh, chỉ cần nói cho ta biết, ta sẽ mua chúng cho em. Nhưng ăn cắp chắc chắn là không được phép, em hiểu chứ? Cô gái đáng thương này, tôi sợ không biết điều gì là sai và đúng. Điểm tình cảm cộng 1. Chỉ số hiện tại là 30-36. Này, em đã từng tổ chức sinh nhật chưa? Tôi phải nghĩ lý do nào đó cho sự liên quan đến việc ăn cắp và sinh nhật của cô em ấy. Này, có lẽ bố và mẹ đã từng tổ chức sinh nhật cho em đúng không? Nay nhìn tôi bằng ánh mắt sợ sệt, cơ thể rung lên, như kiểu vừa nghe thấy điều gì đó rất kinh khủng. Tại sao nhỉ? Có gì sai trong câu tôi vừa hỏi sao? Tình cảm cộng 1. Em có mong muốn hoặc một cái gì đó mà em muốn làm không? Nay wa master ni go hoshi shite. Tại sao lại dùng tới cái từ con chó này? Từ ngữ của Nai luôn làm tôi bất ngờ. Mặc dù tôi đã dần quen với nó, tôi khá bất ngờ bởi từ chó. Nai, em không phải là một con chó của bất cứ ai. Em là chính mình. Giọng của Nai trầm xuống. Ta không biết tại sao em có nhiều suy nghĩ tiêu cực như vậy. Nhưng hãy nghe rõ, Nai,
Ta sẽ không bao giờ làm điều đó. Nai một lần nữa cho thấy biểu hiện khó hiểu trong khi lúng túng, nhưng vô cùng đáng yêu. Tại vì ta là một người bất thường. Nai lầm bầm như người mất hồn. Một rồi, vậy là kết thúc ngày. Tiếp tục trò chuyện. Em có tự tính trường không? Hay bất kỳ môn học nào giỏi? Liếm đi. Trong những ngày đầu tiên thì mình chỉ có thể liên tục nói chuyện với em ấy để tăng độ tình cảm thôi nhé. Hiện tại thì chưa mở những chức năng khác. Vậy nên là các bạn thông cảm và tiếp tục xem nhé. Môn học, em đã không đến trường một thời gian dài, nhưng em thật sự thích dọn dẹp và rất giỏi trong việc liếm đĩa. Liếm đĩa này là có ý nghĩa gì? Rửa sạch đĩa sau khi ăn xong hay là đĩa ném đĩa xuống đất rồi liếm? Liếm đĩa? Tôi không thể tin những gì mà mình vừa nghe. Thưa ngài, mặc dù em không đến trường trong một khoảng thời gian dài và không giỏi môn học, nhưng em thật sự làm việc rất chăm chỉ. Cho dù thức ăn còn lại trong đĩa, liếm đĩa có nghĩa là như thế này: hay giày bẩn của ngài, em sẽ liếm sạch chúng. Thưa ngài, xin đừng bứt bỏ em vì em vô dụng. Mình sẽ để một khoảng thời gian để mà các bạn nghe giọng của em này nhé. Giọng em ấy thật sự rất là xinh. Nai, bình tĩnh nào. Ta chưa bao giờ nói sẽ bỏ rơi em. Nghe thấy vậy, Nai cuối cùng cũng bình tĩnh lại và hít một hơi dài. Những là ngài không bỏ rơi em. Nhưng mà Nai, cho dù là những cái đĩa hay bất kỳ thứ bẩn thỉu nào khác, em không cần phải liếm chúng. Tất cả những gì ta muốn là em tận hưởng tuổi trẻ và sống một cuộc đời hạnh phúc mỗi ngày. Thưa ngài, em thật sự không hiểu những lời ngài nói. Sau đó em chỉ cần chăm chỉ để làm quen với cuộc sống bình thường. Mặc dù em không hiểu về nó, nhưng em sẽ cố gắng hết sức để làm điều đó, miễn là ngài cần em. Tình cảm cộng 1 còn trừ đến 33 luôn. Em có món ăn yêu thích nào không? Một ngày mình chỉ có thể nói chuyện được với em ấy 3 lần. Một ngày 3 lần thì 10 ngày là 30 điểm. 100 ngày là 300 điểm. Chắc có thể là mình sẽ đạt được 200 điểm. Tại vì về sau thì còn phải đi làm thêm nữa. Mà không làm thêm hết tiền thì cũng game over. Nếu có hãy cho tôi biết. Nếu có hãy cho tôi biết, ta có thể làm chúng cho em. Khuôn mặt của Nai hiện lên vẻ ngạc nhiên, như thể điều tôi nói là ngoài sức tưởng tượng. Không được ăn trên bàn. Ờ? Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì nó luôn như thế này. Nai là thứ rác rưởi và rẻ tiền, không xứng đáng ăn trên bàn. Cô gái này không thể ăn những thứ trên bàn. Vậy làm thế nào mà cô ấy có bữa ăn của mình? Một từ như chó và liếm đĩa xuất hiện trong đầu tôi và không thể nghĩ đến viễn cảnh thảm hại như thế. Cái thằng kia nó đối xử với em này như là thế nào mà tưởng tượng nổi. Tôi nhìn Nai theo một cách phức tạp hơn nhiều. Mình thì vẫn chưa đọc hết những cái đoạn hội thoại như thế này nha. Chơi một mình thì mình thường kiếp game không à. Không thể thế chứ. Có ai đó trên đời này tàn nhẫn đến mức
cho một cô gái dễ thương như vậy ăn những thứ như một con chó không? Khó tin thật. Đúng thật. Cái suy nghĩ của mình và thằng này rất là đồng nhất với nhau. Nay em đã từng đi đâu chơi chưa? Nay không nói và lắc đầu. Ơ không à. Nay nhìn tôi lo lắng với sự cẩn trọng trên đôi mắt. Nay sợ đông người. Nay có sợ con người không? Vâng, đặc biệt là đàn ông. Nhưng em không sợ ngài. Thưa ngài, ngài là một người đàn ông tốt. Cảm ơn vì cái khen. Tại đây là lần đầu tiên luôn mình được khen là người đàn ông tốt. Có vẻ như một người có vẻ như một người vợ đang cầu nguyện cho chồng mình. Biểu hiện vùng vẫy của Nai thêm phần thư giãn cho chủ đề hơi nghiêm trọng này. Cảm ơn em đã đề cao ta. Ta sẽ không làm em phải thất vọng này. Mặc dù có vẻ ngoài ngây thơ mặc dù vẻ ngoài ngây thơ của Nai làm tôi hài lòng, tôi phải nghĩ điều gì đã xảy ra khiến em ấy trở nên sợ đàn ông như vậy. Cảm cộng một. Muộn rồi, vậy là kết thúc một ngày. Đây là ngày cuối cùng, ngày cuối tuần tuyệt đẹp, thời tiết thật tuyệt. Nay và tôi không có gì để làm ở nhà, vậy nên tôi đã đưa ra một quyết định cực kỳ táo bạo, đưa Nai đi mua sắm. Chúng tôi đến khu thương mại nhưng Nai có vẻ sợ. Thưa ngài, tại sao lại đột ngột đưa em đến nơi như vậy ạ? Khuôn mặt Nai sợ hãi như thể cô bé ước mình biến thành con ốc sên để có thể trốn trong vỏ. Ta sẽ đưa em đi mua sắm. Có nhiều người ở đây. Nai nhìn xung quanh một cách sợ hãi, giống như một con mèo sợ hãi. Nai, tôi sẽ làm gì để đáp lại hành động của Nai? An ủi Nai. Đầu của Nai cúi xuống thấp, rất thấp, như thể điều đó bảo vệ Nai khỏi những thứ đáng sợ như vậy. Em sợ. Đi với ta, em không cần phải sợ đâu. Em ấy còn không được cho ra bên ngoài đường nữa cơ. Có rất nhiều người trên phố, em rất sợ người lạ. Tôi biết ngay câu trả lời sẽ là như vậy mà. Tôi không thể không thở dài. Ta biết em sợ người lạ và sợ tiếp xúc với mọi người. Rất khó để đưa em đi mua sắm nhưng ta biết từ tận đáy lòng. Ai à, tuổi thơ có hơi tàn nhẫn với em. Nhưng nếu em muốn lớn lên, em phải mạnh mẽ hơn. Một người không thể cô lập bản thân khỏi các mối quan hệ xã hội, miễn là anh ta cô ta sống trong thế giới này. Nếu em muốn tránh các mối quan hệ giữa các cá nhân, em sẽ bị lãng quên và thể chất tinh thần của em sẽ dần trở nên tồi tệ hơn. Em phải làm thế nào? Ta biết điều đó rất khó và cũng thật tàn nhẫn đối với em, nhưng vì lợi ích của em, ta phải nhẫn tâm đẩy em về phía trước. Phía trước à? Phải. Con người là sinh vật luôn hướng về phía trước. Nếu luôn trốn trong sự bảo bọc, làm sao người ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn chứ? Nai không hiểu lắm nhưng điều đó có vẻ hợp lý. Cái đại hội thoại này thật sự khá là có ý nghĩa. Khuôn mặt của Nai trông vẫn nhạt, nhợt nhạt. Mặc dù em ấy đã bị thuyết phục một chút, nhưng nó là quá đủ cho một đứa trẻ luôn tìm kiếm cảm giác an toàn. Rồi mỉm cười và cố gắng an ủi em ấy. Ngoài ra, ta sẽ luôn ở bên Nai, ta sẽ bảo vệ Nai. Vậy nên Nai không cần phải sợ. Dù tình hình có tồi tệ đến đâu thì ta vẫn sẽ luôn ở bên em. Kute for my way. Em hiểu rồi ngài ơi. Ngài sẽ không bao giờ rời khỏi Nai Kute for my way chứ.
không bao giờ rời bỏ Nai, không bao giờ bỏ rơi Nai ở bên ngoài. Không có chuyện, không bao giờ có chuyện đó luôn. Nếu mà một em gái xinh đẹp giống như Nai bước đến nhà của mình thì mình lót thảm đỏ mà đón tiếp vào nhà chứ ở đó mà đuổi. Tất nhiên rồi, ta hứa mà. Nghe được lời hứa của tôi, vẻ mặt của Nai đã tốt lên và dường như không còn quá lo lắng nữa. Tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh, bé lạnh lẽo của Nai, nhưng cô bé dường như không thích lắm. Đi nào, đừng sợ. Đây là bước đầu tiên trong sự phát triển của em đấy. Nai gật đầu, dường như hiểu những gì tôi nói. Điểm tình cảm cộng 3. Chức năng tham quan đã có. Chúng ta cần phải giải tỏa đi cái stress của em ấy. Thỉnh thoảng mình sẽ đi ra ngoài chơi. Đi mua sắm thêm một lần nữa nào. Nhưng mà đi như thế thì sẽ bị trừ 100 vàng. Và bây giờ mình chưa có chức năng kiếm tiền, cho nên là tạm thời mình sẽ nói chuyện tiếp. Khi nào mà vừa làm việc rồi thì mình sẽ vừa đi ra ngoài chơi để mà giúp cho em ấy giảm bớt điểm stress xuống. Này, em có cảm xúc đặc biệt về chuyến đi đầu tiên không? Em cảm thấy tốt hơn so với những gì đã tưởng tượng. Nên là miễn là em muốn thử, em có thể làm được. Ta hy vọng với sự giúp đỡ của ta, em có thể mở lòng mình từ từ và dần hòa nhập với mọi người. Về điều này, em không chắc là có thể làm được không. Hôm nay khi chúng ta ra ngoài, em vẫn cảm thấy hơi lo lắng khi bắt đầu. Nhưng như em đã nói, em cảm thấy tốt hơn với những gì đã tưởng tượng. Em ấy đỏ mặt lên trông rất là xinh luôn. Đó là bởi vì ngài đang ở bên em. Đó là vì lý do tại sao em không chạy trốn. Nghĩa là chính ta đã cho em sự tự tin. Quá là vinh dự. Chỉ cần ngài ở bên cạnh em sẽ không sợ. Ta rất vui khi nghe em nói vậy đấy. Điểm tình cảm cộng 1, hiện tại là 27. Trừ 27. Ngày thứ 7 rồi. Em đã từng đi đâu xa chưa? Ta Nai dường như nghĩ về điều gì đó. Một lúc sau, em ấy gật đầu với tôi rất nhẹ. Trước đây em đã đi với bố mẹ. Ồ, em đã đi đâu? Có thể cho ta biết về chứ. Nai dường như không muốn trả lời câu hỏi của tôi. Tôi quyết định chuyển sang chủ đề khác. Hẳn phải rất vui khi đi ra ngoài. Em có sợ người lạ đến gần không? Mẹ đã ở bên cạnh em không sợ nữa. Đó là kỷ niệm đẹp. Đó thực sự là một kỷ niệm ngọt ngào. Chắc chắn là do em được chăm sóc bởi những điều tốt đẹp đến mức bây giờ có thể trở thành một cô gái như vậy. Tôi đã nói gì sai? Tại sao khuôn mặt em ấy lại thất thần đột ngột vậy? Tiếp tục bắt đầu cuộc trò chuyện. Nai, em thích đi đâu nhất? Núi tuyết. Ồ, rất hay. Tại sao em thích núi tuyết? Em ấy giữ im lặng và tôi không chắc em ấy đang nghĩ gì. Lông mày của em ấy nhíu chặt như thể tôi đã ném một câu hỏi cực kỳ hóc búa cho em ấy. Là câu hỏi này rất khó trả lời. Vì Nai thích mùa đông. Mùa đông? Tao đoán là em thích tuyết. Vâng, Nai thích tuyết. Em này có sở thích cũng khá là đáng yêu đấy. Em này thích sự trắng tinh của tuyết. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười thật sự của Nai. Cô ấy dường như bị lạc trong một kiếp đẹp. Hình như mùa đông, tuyết và núi tuyết đã mang đến cho Nai một số kỷ niệm dễ chịu. Đó có phải là kỷ niệm đẹp với gia đình?
cũng chạm cổ một. Chỉ cần mình lơ là cảnh giác một chút thôi là mình bị sai ngay cái xưng hô. Đây giống như là một cuộc chiến giữa mình với fan suit game này vậy. Em có thích chơi một trò chơi trước đây không? Vâng. Nó là trò chơi gì vậy? Nay đột nhiên mở to mắt và niềm vui thuần khiết. Với niềm vui thuần khiết và sự ngây thơ vô số tội. Rồi bắt đầu cởi quần áo. Ôi! Khoan khoan, Nay, em đang làm cái gì vậy? Chơi trò chơi. Trò chơi kiểu mà em cần phải cởi bỏ quần áo thế. Cái gì thế? Thưa ngài, ngài không biết sao người đó thường chơi với em thế, chơi như thế với em. Hay để em cởi hết quần áo của quỳ xuống cầu thang. Và sau đó thằng này nó làm gì con bé vậy? Đừng cởi này, đó không phải là trò vui. Đôi mắt tròn của Nay cho thấy sự thất vọng và bối rối. Bởi vì nó là một thằng mập biến thái thường xuyên xuất hiện trong một số gì đó. Ngài không thích chơi trò này à? Không phải là không thích, nhưng mà cái điều đó nó không được trong sáng, nó không được đứng đắn ở chỗ này. Xin lỗi, em sẽ không làm điều đó, nhưng người đó rất thích. Cái trò chơi này là chỉ dành cho những cặp đôi mà thích nhau và sẽ kết hôn với nhau thôi. Ta không thích nó. Này, đừng làm thế. Tôi không phải kiểu người biến thái. Dạ. Em ấy còn tính nói gì nữa mà mình lỡ bấm rồi. Hôm nay có đôi chút kỳ lạ. Đã tối rồi mà tôi vẫn chưa thấy Nay đâu. Em ấy chắc hẳn đã trốn trong phòng. Hẳn là sợ ra ngoài đây. Nghĩ tới đó, tôi cầm một cốc sữa ấm đã được chuẩn bị chu đáo và tiến đến phòng của Nay. Tôi không nghĩ ra được những gì Nay đã từng trải qua trong quá khứ. Mấy ngày nay em ấy đã không được ngon giấc. Hy vọng cốc sữa này sẽ giúp em ấy ngủ ngon. Cánh của phòng Nay luôn khóa chặt. Em ấy có trực giác luôn cảnh giác mọi thứ xung quanh đến bất thường. Cũng may là tôi đã cầm theo chìa khóa. Từ từ xoay chìa khóa, mở cánh cửa đi vào trong. Ánh sáng trong căn phòng thật nhẹ nhàng và xuất phát từ chiếc bàn. Một bóng chén gầy gò và yếu ớt nằm im cạnh bàn. Tôi bước chân khẽ hơn và lại gần đó. Này, mình có cảm giác như là những bức CG thì cái nét vẽ của nó siêu thật hơn là nét vẽ moe từ bên ngoài. Tôi gọi Nay vài lần nhưng em ấy không hồi âm. Nay. Đến lúc lại sát gần, tôi mới nhận ra đôi mắt của em ấy đã đóng chặt. Chả trách tại sao tôi không thể nhìn thấy em ấy cả chiều này. Ở đây em ấy đang ngủ. Tôi đặt cốc sữa lên bàn rồi từ từ cúi gần về phía Nay. Ngay cả trong giấc mơ, đôi lông mày của em ấy vẫn đóng băng, hình như áp lực đè lên em ấy vẫn chưa dịu đi. Làn da của Nay khá trắng, bởi vì em ấy thường e sợ và giấu giếm nhiều thứ, nên màu trắng này khá nhợt nhạt. Nhưng ngay lúc này, với sự tô điểm của ngọn đèn, khuôn mặt em ấy trở nên ấm áp và hồng hào hơn, và trông cũng có sức sống hơn ngày thường. Mắt em ấy nhắm nghiền, đôi mi em ấy giống như hai hàng lông vũ nhẹ nhàng. Cái mũi nhỏ nhắn kia đủ dễ thương để khiến đến mức khiến tôi muốn cắn. Và đôi môi khẽ hở có đôi chút sự bóng bẩy ấm áp kia dễ khiến tôi chìm vào chiếc tưởng tượng vô tận, chuẩn bị đi làm văn khắp đất nước rồi. Được rồi, tôi cứ nhìn Nay ngủ như thế và lạc lối trong chiếc tưởng tượng hoang dại của mình. Nay thật sự rất dễ thương. Nhìn Nay đang chìm trong giấc ngủ thế này, bạn sẽ làm gì? Xoa đầu em ấy. Mình phải dịu dàng với em ấy nhiều hơn nữa. Tôi không thể cưỡng lại nỗi sự thôi thúc
Này, và đưa cánh tay áp sát này. Xoa đầu em ấy thật tự tốn. Đúng như tôi nghĩ, mềm mại và dễ chịu. À, giống như những cô bé khác chạc tuổi em ấy. Hương thơm của cô bé phản phất. Của em ấy phản phất trước mũi tôi khi tôi tiến lại gần. Nó khác với cái mùi nước hoa nồng nặc của mấy cô hầu gái. Đây là hơi thở của thiên nhiên ban tặng cho cô bé. Thậm chí nó còn có thể hồi sinh ham muốn đã chết qua nhiều năm trong tim tôi. Ham muốn đã chết ấy là ham muốn gì? Nay đang ngủ một giấc sâu và trông em ấy khá lo lắng trong giấc mơ. Có lẽ tôi đã đánh thức em ấy và khiến em ấy tỉnh dậy khỏi giấc mộng một cách vô thức. Thương ngài, em ấy đột nhiên cảm nhận sự nóng, sức nóng từ bàn tay tôi và cứ im lặng như thế. Nó sợ hãi hiện lên trong mắt, nhưng có vẻ em ấy không hề che giấu và run rẩy như lúc mới đến đây. Ta chỉ có cảm giác là em đang gặp ác mộng và giúp em thoát khỏi, giúp em thoải mái hơn thôi. Sao ngài biết là em đang gặp ác mộng? Bởi vì ta lo lắng cho em, tất nhiên là ta phải biết rồi. Em có sợ khi ta chạm vào em không? Thưa ngài, có vẻ như ngài sẽ không làm em đâu. Và em không biết tại sao thỉnh thoảng em lại nhìn thấy mẹ khi nhìn vào ngài. Như là vì bàn tay ngài quá ấm áp. Nghe được những lời nói từ tận đáy lòng của Nai, tôi đặt tay lên đầu em ấy và từ từ xoa nhẹ. Ta rất hạnh phúc khi được em tin tưởng. Hy vọng em sẽ cảm thấy thoải mái khi ở đây. Ngôi nhà này từng chỉ có một mình ta sống. Nhưng giờ em đã ở đây, ta không còn thấy cô đơn nữa. Vậy nên ta sẽ cố gắng để không khiến em cảm thấy sợ hãi. Đây là lần đầu tiên tôi chạm vào Nai một cách thân mật. Mặc dù em ấy vẫn rùng mình đôi chút, nhưng em ấy đã không chạy đi. Em ấy thật đáng yêu khi để tôi xoa đầu. Dường như em ấy không quen đến điều này. Nhưng trông giống như một vùng đất khô cằn cuối cùng cũng gặp được những cơn mưa mùa xuân vậy. Đúng, đây là nhà của chúng ta, chẳng phải sao? Qua lời nói của tôi, những giọt nước mắt bỗng lăn đầy trên mắt của Nai khiến tôi hoàn toàn kinh ngạc. Nai, chuyện gì thế? Sao em lại khóc? Em ấy đột nhiên bật khóc khiến tôi rơi vào tình huống bối rối, không biết phải làm gì. Tiếp theo, Nai vụng về đưa cánh tay lên lau những giọt nước mắt. Không sao đâu, chỉ là em chưa bao giờ nghe đến từ nhà. Em nhớ mẹ. Thương ngài thật sự ấm giống như mẹ em vậy. Trước mắt tôi sau tất cả, một cô gái nhớ mẹ, yếu ớt dần nhưng tình yêu vẫn rất mãnh liệt. Cô bé ngốc này, đây là nhà của em rồi mà. Tôi không buông tay ra và tiếp tục xoa đầu em ấy. Tôi chỉ mong rằng đêm nay em ấy có thể nhận được hơi ấm mà em ấy sẽ nhớ mãi suốt quãng đời còn lại. Điểm tình cảm cộng 6. Chúng ta gần xóa sạch con số âm rồi. Buồn rồi, phải là kết thúc một ngày. Ngày thứ 8. Này khoan đã, tại sao trò chơi này? Ý ta là cởi quần áo. Nó không phải là một trò chơi bình thường sao ạ? Rất tiếc là đó không phải là một game. Đó là một cái phản ứng sinh hóa. Nai thể hiện biểu cảm rất chắc chắn và tôi không biết trả lời em ấy như thế nào. Nếu điều này là bình thường, vậy thì thế nào là bất thường? Amen. Tôi không thể nghĩ thêm gì.
Ngài không thích điều này à? Dĩ nhiên là không. Ai sẽ chơi một trò kỳ lạ như vậy? Thằng này. Ấy. Em không hiểu điều đó. Nhưng nếu em làm gì sai, hoặc nếu người đó cảm thấy không vui, anh ta sẽ yêu cầu Nai chơi trò này, chơi trò đó với anh ta, để khiến anh ta vui lên. Hả? Cái quái gì thế? Ta chưa bao giờ nghe nói về nó. Bộ có vấn đề gì với điều đó? Đầy vấn đề. Quan trọng hơn thì em này bao nhiêu tuổi rồi? Mình muốn biết điều đó. Tao muốn nói chuyện với em một cách nghiêm túc về cái được gọi là trò chơi. Nếu mà setting ở tuổi tác của em này hiện tại là 18 thì tức là trước đó em ấy vẫn chưa đại tính tuổi 18 đúng không? Cái thằng kia nó phải đi tù. Vâng. Nai trước hết em là một người độc lập. Tại sao lại phủ định? Không. Nghe ta nói, em là một con người và một con người phải có chất, phải có tính cá tính độc lập. Tôi thật khó để giải thích tất cả những điều này với Nai. Như thể tôi đang dạy cho một đứa trẻ mà đầu với trái tim chưa được phát triển. Các cô gái, tất nhiên bao gồm cả các chàng trai, sẽ tốt hơn khi với mọi người rằng điều rất quan trọng là phải có quyền riêng của bản thân. Thân thể của một người. Đúng. Thân thể của em, em nên tự kiểm soát nó, tùy thuộc vào việc em có không gỡ quần áo để nhìn vào. Có. Không. Cởi quần áo hay nhìn vào thay vì tuân theo mệnh lệnh của ai đó. Câu này dịch có lỗi gì không vậy? Mình thấy hơi lạ lạ. Nai wa wakarimasen. Watashi no kigarawashi karada o miseru no wa fukai da ということ. Hoàn toàn không phải như vậy đâu. Giống như là đang đi ban phát phước lành cho tụi nó vậy. Phước lành thì không nên ban phát bừa bãi. Em không hiểu. Cơ thể bẩn thỉu của em bị người khác nhìn thấy thì có gì sai chứ? Tất nhiên là có. Tất nhiên là có sao rồi. Nhưng nó nên được quyết định bởi bản thân Nai. Hãy làm điều đó với những người em thật sự yêu quý. Nai có thể tự quyết định người mình yêu. Nai dường như không hiểu những gì tôi nói, nhưng ít nhất cô ấy hiểu. Ít nhất em ấy hiểu điều gì đó. Em ấy nghĩ về lời nói của tôi và suy nghĩ sâu sắc. Nai, có vấn đề gì với em hôm nay? Em cứ nhìn ta suốt. Kể từ hôm qua Nai đã khác trước. Nai muốn nói gì đó nhưng ngại ngùng. Em ấy dường như bị kẹt trong tình huống này. Em có gì muốn nói với ta sao? Từ ngày những ngày này em cảm thấy như rất lo lắng. Tại sao? Có điều gì ta đã làm để khiến em cảm thấy khó chịu không? Không, hoàn toàn không. Thương ngài, ngài rất tốt với Nai. Em cảm thấy mình vô dụng vì em không thể giúp ngài. Có một điều mà mình luôn tự hỏi là tại sao thằng này nó lại không đi làm. Nó là nhà báo mà. Mình không thấy ngày nào mà tiền của nó vào trong két cả. Và đến mức là em này phải đi làm thêm. Nếu có thể, ngài có thể cho phép em đi làm kiếm tiền không? Như thế em sẽ không cảm thấy rằng mình vô dụng với ngài. Sau này thì tiền em này kiếm về sẽ được cộng vào két và nhờ có số tiền đó mà sống qua ngày được. Mình thật sự không hiểu là thằng này làm gì.
ở trong nhà. Nếu tôi không đồng ý, có thể sẽ rất khó khăn để khiến em ấy hết lo lắng. Ta hiểu rồi, ta sẽ cho phép em làm những gì em yêu cầu. Cảm ơn ngài đã cho em một cơ hội cống hiến cả cơ thể và sức lao động của mình cho ngài. À, đáng yêu quá. Rồi, kết thúc một ngày. Nếu em đi làm, em có quan tâm một công việc gì đó không? Chưa ạ, em đã không nghĩ nhiều về điều đó. Đây thực sự là muốn về đau đầu. Để ta nghĩ giùm. Nhưng em ước được làm nghề gì đó liên quan đến ngài. Em muốn hiểu ngài hơn. Ồ, không vấn đề gì, hãy để ta giúp em tìm việc. Nay nên làm gì? Điều này cần phải được xem xét kỹ lưỡng. Vết thương có còn đau không Nay? Không còn đâu ngài. Tuy nhiên, nhìn vào vết thương của em, ta cảm thấy đau lòng. Đau lòng, thưa ngài, ý của ngài là gì ạ? Đau lòng có nghĩa là, ta không muốn thấy em không vui hay bị đau. Nay nhìn tôi không nhúc nhích. Em ấy nói với giọng thấp, với những ngón tay đang chéo. Thưa ngài, ngài khác với người đó, em hơi bối rối. Tất nhiên rồi, mình không phải là một con người biến thái. Chắc vậy. Này, em có nhớ bài học đầu tiên mà ta đã dạy em không? Nó là gì? Đến cả việc này cũng phải dạy nữa. Em không thể liếm thức ăn trên sàn. Em nên ngồi vào bàn ăn cùng với chủ nhân. Tôi vỗ nhẹ vào đầu em ấy và mỉm cười. Very good, that passed. Nay nhìn tôi như thể vô số ngôi sao lấp lánh trong mắt em ấy. Muộn rồi, vậy là kết thúc một ngày. Chúc ngài ngủ ngon. Này, hãy cho tao biết rằng em có muốn làm việc trong ngành của ta. Sau một hồi suy nghĩ, có lẽ là cái này nằm ở phía sau rồi. Để làm bớt sự lo lắng của Nai, tôi hứa sẽ để em ấy làm việc bên ngoài. Tôi quyết định giới thiệu Nai làm việc trong thư viện nơi tôi đã từng thực tập sinh. Thư viện cách đây không xa nơi chúng tôi sống. Người phụ trách thư viện là tiền bối của tôi. Khi tôi còn là sinh viên, tôi chắc chắn sẽ yên tâm nếu Nai được sắp xếp làm việc ở đó. Nai xin đừng lo lắng, thư giãn đi. Đây là nơi ta từng làm việc khi còn là thực tập. Đây chính là Ivan mở cái chức năng công việc làm thêm. Đã là ngày thứ 10 rồi. Đây là cô gái mà anh đã nói đến sao? Vâng, thật yên tâm khi để ngài chăm sóc cô bé. Nào, chúng ta đã biết nhau từ lâu. Cô gái này thật sự rất đẹp. Tôi thật sự rất thích cô ấy. Người phụ trách mỉm cười. Mỉm cười và hạ thấp người xuống để đến gần Nai. Nai không ngừng run rẩy và trốn sau lưng tôi. Như thể người quản lý là một loại quái vật đáng sợ. Thật một ông già có ri mép mà tất nhiên là đáng sợ rồi, với một cô gái sợ con người như thế này. Mình đang nói gì vậy? Tôi phải nở một nụ cười ngượng và giải thích với người phụ trách. Xin lỗi, con bé rất ngại khi ở gần người lạ. Nai đang kéo quần áo của tôi phía sau. Cô bé hoàn toàn cảnh giác.
Mặc dù đó là do em ấy tình nguyện làm việc. Nay xin đừng lo lắng, thư giãn đi. Đây là nơi tao từng làm thực tập. Em biết. Tôi sẽ đầu này. Thủ thư và ta là bạn thân. Ta sẽ nói với ông ấy để quan tâm đến em. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra với em, ông ấy cũng sẽ cho ta biết. Nếu điều tồi tệ xảy ra với em, liệu ngài sẽ lập tức đến ngay cả khi ngài không có ở đây? Tất nhiên rồi. Em ấy đã hỏi một câu dường như không thể trả lời. Em ấy muốn chứng minh rằng em ấy có thể tin tưởng tôi. Ừ, đương nhiên rồi. Tôi mỉm cười khi đang nắm tay em ấy và đưa em ấy vào thư viện. Em ấy nhìn vào bàn tay mà tôi đang cầm, nhưng không chống cự. Mặt em ấy trong biểu hiện không được tốt. Em là người quan trọng của ta, vì vậy nay hãy làm việc chăm chỉ trong tương lai. Hai. Đã rõ hả? Nay gật đầu. Nay sẽ làm việc chăm chỉ từ bây giờ và sẽ cố gắng để ngài tự hào. Cách em ấy hứa thật trong sáng và chân thành. Thấy vậy tôi không thể không buông một câu nói đùa với em ấy. Này, những gì em nói làm cho ta cảm thấy như thật sự có một cô con gái. Trò đùa ngẫu nhiên của tôi khiến Nay dừng bước. Em ấy nhìn tôi và hỏi tôi rất nghiêm túc. Thưa ngài, đã bao giờ nghĩ về việc làm cha của em? À không, ta chỉ đùa thôi. Đồ hơi bị tệ. Tại sao lại làm cha chứ? Có nhiều cái làm khác mà. Rất là nhiều. Em ấy đột nhiên yếu xìu vì rơi vào trạng thái thất vọng. Câu hỏi kỳ quặc và phản ứng kỳ lạ của em ấy khiến tôi bằng cách nào đó cảm thấy rằng em ấy phải có một số câu chuyện đặc biệt. Nay dường như không muốn nói với tôi mọi thứ bây giờ. Tôi nên dành thời gian cho em ấy. Một ngày nào đó em ấy sẽ hoàn toàn tin tưởng tôi và nói tôi biết. Vì vậy cô Nai có thể làm việc ở đây. Cô Nai sẽ chịu trách nhiệm phân loại sách, được không? Người phụ trách thư viện hỏi ý kiến của Nai như một người đàn ông tốt bụng. Nai bất lực nhìn tôi. Em ấy gật đầu với thủ thư sau khi nhận được cái đồng ý của tôi. Vâng. Bình tĩnh nào cô Nai, tôi sẽ chăm sóc cho cô, đừng sợ, chúng ta sẽ học với nhau. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Nhưng nếu một cô gái dễ thương như cô làm việc ở đây, tôi e rằng sẽ có nhiều người đàn ông bị hôn mê hoặc đến thư viện dưới danh nghĩa mượn sách. Ông này từ nãy đến giờ cứ liên tục khen em này dễ thương là chắc chắn có ý đồ rồi. Không có lý do gì mà một đứa chẳng có ý đồ gì nó lại liên tục khen một cô gái dễ thương cả. Này, em cần phải hòa hợp với thủ thư. Cảm thấy nhột. Chắc chắn rồi, Nai rất dễ thương. Tôi tin tưởng vào cô ấy liên tục luôn. Chức năng làm việc đã được kích hoạt. Làm việc thì sẽ được cộng thêm tiền nhưng mà cũng tăng điểm stress nữa. Rồi cho nên là chúng ta cần phải kết hợp giữa sự đi ra ngoài và sự làm việc với nhau, vừa chơi và vừa làm việc. Rồi thì clip này đã rất là dài rồi, cho nên là mình sẽ dừng clip này lại tại đây. Các bạn thấy game này như thế nào? Mình thì mặc dù đây là một game được gắn mác 18 nhưng mà đây là một câu chuyện khá ý nghĩa. Và chúng ta được sống cùng với một em gái như thế này thật sự là dạy cho chúng ta rất là nhiều bài học. Trong cuộc đời này thì có rất nhiều mảnh đời kỳ lạ. Chẳng hạn như là em này bị một cái tên biến thái nào đó bắt nạt. Nhưng mà không sao, mọi thứ đã là quá khứ rồi. Rồi mình đã nói nhiều nữa rồi, dừng lại tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip. Nếu các bạn thấy clip này hay, hãy bấm like, đăng ký và chia sẻ giúp mình. Còn các bạn nào muốn xem clip mới của mình sớm nhất, nhớ bấm chuông, YouTube sẽ gửi thông báo cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong một clip khác. Bye bye.